Điện tử Hai Nguyễn xin chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các nhá. Đến lâu lắm mà hôm nay Điện tử Hai Nguyễn mới có thời gian hát một bộ hát này của bộ là anh em của dòng Thánh Ca, Thánh Hát và Thanh Nhạc. Đây bộ hát Hai Nguyễn sẽ đưa tất cả sắc màu vào bộ hát để tôn lên phòng khách của các bác làm sao một cách đẹp nhất, dễ nhìn nhất và duyên dáng nhất, uy lực nhất và đẹp nhất. Quý vị nhất Hai Nguyễn ghép một mic xua u gáy 9 hai la mã đã làm náo đức những người yêu ca hát và gây một ấn tượng rất mạnh cho những giọng ca vàng. Và từ đôi mic u gáy thế này đã có những anh chị thành công trong sự nghiệp ca hát của mình. Và thiết bị thứ hai anh giới thiệu đến là một chiếc lọc PQ mang hoa hiệu 231 có màu vi và đen, xanh và đỏ, tập hợp đủ sắc màu của thiên nhiên và có nhiệm vụ là trải toàn bộ các tần số âm thanh một cách ngọt ngào nhất, sâu sắc nhất, phóng ảnh nhất và loại bỏ toàn bộ các giác âm thanh, đục âm thanh, bộ âm thanh và ảo âm thanh. Và thiết bị thứ hai anh Nguyễn nói đến đó là một chiếc máy lén mang mang hiệu là compressor 2-6XN có nhiệm vụ là cắt loại bỏ toàn bộ các thành phần quang ngưỡng khi người dùng đặt ra và làm cho cái khoảng người đặt ra âm thanh chắc hơn, gọn hơn và hay hơn lên. Đây gọi thanh nhân gọi là đao phủ chuyên để nhiệm vụ cắt chặt tất cả các thành phần quang ngưỡng. Và thiết bị thứ hai đó là hai làng tiên nữ, làng tiên nữ áo tím và làng tiên nữ đen. Hai làng tiên nữ này sẽ mang đến cho tất cả các bác, các anh chị, các bạn một cảm giác rất là yêu đời khi được cất cao giọng hát của mình bằng trực tiếp hai làng tiên nữ này. Đồng thời hai làng tiên nữ này rất là xinh gái, luôn cho chất âm ngọt ngào nhất, sâu sắc nhất, đậm đà nhất và phần hát thì là sáng ngời, trong vắt, sống được ú tốt. Và thiết bị cuối cùng đó là một thiết bị lỗ, đây gọi là cũng đẩy công suất, có nhiệm vụ làm khuếch đại toàn bộ các giải tần đã được sàng lọc một cách kỹ lưỡng để lấy cục đẩy làm lớn lên và đổ ra hai đôi loa, nhất đôi loa Airborne và một đôi loa giờ chín. Anh Nguyễn chỉ còn đôi duy nhất một đôi giờ chín. Anh Nguyễn đã test bộ hát này cho hai bác, chính là bác Nguyễn Đình Đức có số điện thoại 0918726740, số nhà 33C tổ 18 khu phố 5 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Và câu hình của bác yêu cầu là một mic xua UE 92 la mã, một đẩy 24 xòa X6 hai đồ view viên ngọc viên đông lọc loa B3 toàn thiết bị đình đám. Và đồng thời anh Nguyễn nhất kết cho bác tăng và anh nhận xét cho bác Lê Minh Kỳ, địa chỉ đội 1, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với điện thoại 0912352497, đặt lấy một lọc gì B-Way bình đám, một vang số X6 màu tím, một máy lén đao phủ. Và bác sẽ ghép vào mấy bộ hát một chiếc âm đi Yahoo 506, anh Nguyễn sẽ ghép cho bác để bác làm nhiệm vụ là kinh doanh phòng hát karaoke chuyên nghiệp và tất cả chế độ phần mềm anh Nguyễn đã áp xong cho hai làng tiên nữ áo đen này. Và tất cả các kế hoạch chuẩn bị lắp ráp cân chỉnh anh Nguyễn đã thực hiện một cách chu đáo, tỉ mỉ, công phu và khai thác hết sạch cái âm của một bộ hát thôi chuyên nghiệp. Bây giờ anh Nguyễn đã test phần nhạc, có nghe nhé, phần check này bên trong đi được. Đến từ nước của Đài Loan và đồng thời thì đến từ nước của Trung Quốc, hai anh chị này gặp với nhau do âm một cách quá xuất sắc và tái tạo lại toàn bộ các sắc màu trong tự nhiên của con người. Và hai đôi loa này quá xuất sắc thì các bạn hát ca và nghe nhạc nó cho ra một trống uy lực sâu lắng, chắc gọn và nói chung một nào xuất sắc. Đoạn sống
sống thể hiện sự uy lực của đôi bát. Loại bom này có mức nhất là một bát bốn chép, hai chép phía trước và hai chép phía sau. Tôi gợi ý một bát hai hai chung của hai chép cho những ca hết sức ngọt ngào của bác sử dụng uy lực rất là đẹp. Đây là tiểu đoạn giai điệu Jerry hay nhất. Toàn bộ bộ hát này có tổng số tiền là 23.500.000. Thứ nhất là một chiếc cùng với 9 hai là mã huyền thoại, hai một đọc xì Ebenezer 18 2 triệu 7, ba là một máy lớn gọi đao phủ 2 triệu 6, một vang số X6 đen mặc tím là viên nữ 3 triệu 6, một cây gậy công suất mạnh 3 triệu 8, loa đà 9 4 triệu, loa Airbomb 4 triệu, tổng số tiền 23.500.000. Và anh ấy tặng toàn bộ dắt dây ca lông và dây ba sinh nhật, có cho cực kỳ sắc sảo và ngọt ngào trong sắc. Bây giờ em sẽ mời một ca sĩ mới hát em một bài. Một ca sĩ quang dũng đến từ quê hương Hải Dương. Giờ chia tay dần cuối cười, mà nghe tim đơn nhau xa rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghe lời. Trời ơi ai thấu trong lòng tôi, đường em đi đường tôi đi mong ma bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi về, tôi đang chậm chậm về mà nhìn nàng nuốt lệ mà đi nuốt lệ. Đường em đi
lòng ra. Đường lối đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi về, cuối lạnh chợt nhận vẻ vàng. Nhìn nàng đuốt lệ mà đi, đuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không có bằng lời nói, tình yêu không hay bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải cơ hội chút lèo trái đôi quả. Giờ ta say siêu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tối nút lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào kia. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi đút lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào tiễn. Quá xuất sắc, cảm ơn các thầy cô chú nha. Quá tuyệt vời luôn. Luôn cười vẫy chào tiễn. Cảm ơn các thầy cô chú nha. Đây là cả một bài hát 23.500.000 các nhá. Các bác bỏ ra 23.500.000, bác thể hiện được 7 món toàn những thiết bị đình đám nổi tiếng và hiện đại nhất hiện nay. Em chào các bác ạ. Các bác bỏ ra 23.500.000, bác sở hữu một bộ hát nổi tiếng nhất, hiện đại nhất và ngọt ngào nhất trên thị trường hiện nay.